Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, một thông tin thật đau lòng, chính quyền Cộng sản Cuba trục xuất một cha bề trên dòng tên khỏi nước này. Theo nguồn tin từ Vatican News, chính quyền Cuba đã trục xuất cha David Pantaleon, người Cộng hòa Dominica, bề trên của dòng tên tại Cuba khỏi hòn đảo này bằng cách không gia hạn giấy phép cư trú cho ngài. Thông cáo của dòng tên ở châu Mỹ Latin thông báo, vào sáng thứ Ba ngày 13 tháng 9 năm 2022, cha David Pantaleon, bề trên của dòng tên ở Cuba, đã rời hòn đảo vì giấy phép cư trú của cha không được gia hạn. Thông cáo cũng cho biết rằng, cha cũng là chủ tịch của Liên hiệp tu sĩ nam nữ của Cuba. Các tu sĩ dòng tên và Liên hiệp tu sĩ đã thẳng thắn lên tiếng trong việc bảo vệ nhân quyền. Theo hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE, nhà nước Cuba đã quyết định không gia hạn giấy phép cư trú cho người nước ngoài của cha Pantaleon sau khi yêu cầu cha kiểm soát các bình luận chính trị và phê bình của các tu sĩ dòng tên tại Cuba, điều mà cha không đồng ý làm. Sir Adriana Rito Rodrigo thuộc dòng nữ tu bác ái của Đức Hồng Y Sancha đã viết trên Facebook rằng chính phủ Cuba sử dụng quyền lực độc tài, không có nguyên tắc hoặc giá trị, buộc cha phải rời khỏi đất nước. Họ sợ sự thật, họ sợ đối mặt với điều tốt và loại bỏ những gì khiến họ khó chịu là cách duy nhất họ làm. Vào tháng 11 năm 2020, cha Pantaleon đã bày tỏ sự ủng hộ đối với một nhóm các nhà hoạt động từ phong trào San Isidro, những người đã tuyệt thực để đòi tự do cho một trong những thành viên của họ, những người mà họ cho là đã bị bỏ tù vô cớ và bị kết án mà không được bào chữa. Trong khi đó, Sir Rodrigo cũng muốn đến thăm họ để mang lại cho họ sự an ủi tinh thần và hy vọng, nhưng đã bị chính quyền ngăn cản. Trong tuyên bố của mình, các tu sĩ dòng tên giải thích rằng cha Pantaleon trong 5 năm phục vụ trên đảo đã đồng hành với nhiều tu sĩ nam nữ và các sáng kiến khác nhau của Liên hiệp tu sĩ, bao gồm cả việc đồng hành với các tù nhân và gia đình của họ. Bên cạnh đó, theo nguồn tin từ Đài Chân lý Á Châu, chế độ Nicaragua tiếp tục đàn áp giáo hội công giáo tại nước này và quyết định mới nhất là trục xuất các nữ tu dòng thánh giá Thánh Tâm Chúa Giê-xu ra khỏi nước. Nicaragua hiện do ông Daniel Ortega làm tổng thống và vợ là Rosario Murillo làm phó tổng thống. Các nữ tu bị trục xuất là những người giữ nhiệm vụ chầu mình Thánh Chúa và đọc kinh Mân Côi tại nhà thờ chính tòa giáo phận Natagapa. Vị giám mục của giáo phận này là đức cha Rolando Alvarez đã bị nhà nước bắt giam từ hơn một tháng nay mà không đưa ra lời buộc tội nào. Các nữ tu thánh giá Thánh Tâm Chúa Giê-xu là dòng nữ thứ hai bị chế độ của Tổng thống Ortega trục xuất sau vụ các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta bị trục xuất. Hôm 20 tháng 9, sau khi rời khỏi Nicaragua, các nữ tu dòng thánh giá đã được các chị em cùng dòng ở Mexico đón tiếp. Đây là dòng được chân phước Cabrera Conchita thành lập ở Mexico hồi năm 1897. Hồi tháng 3 năm nay, nhà cầm quyền Ortega đã trục xuất Đức Tổng Giám mục Guatemala Stanislaw, một hành động bị tòa thánh gọi là một biện pháp đơn phương, không thể biện minh được. Trong cuộc họp báo trên máy bay ngày 15 tháng 9 vừa qua, trên đường từ Kazakhstan về Roma, Đức Thánh Cha Francisco cũng phê bình việc nhà nước Nicaragua trục xuất Đức Sứ Thần và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa, nhưng cho biết tòa thánh tiếp tục đối thoại với nhà nước tại đây. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Tòa Tổng Giám mục thủ đô Managua cho biết cảnh sát quốc gia Nicaragua ở thành phố Masaya đã cấm các hội đoàn và giáo xứ tại thành này không được tổ chức các cuộc rước truyền thống kính tổng lãnh thiên thần Mica và thánh Geronimo vì lý do an ninh. Tòa Tổng Giám mục kêu gọi các tín hữu hãy duy trì trong tâm trí lòng sùng mộ, gia sản quý giá do các tiền nhân để lại, các thánh lễ, tuần cửu nhật và các buổi cử hành phụng vụ trong hai ngày lễ đó tiếp tục được cử hành theo chương trình của mỗi giáo xứ. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các linh mục và nữ tu được bình an, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.
Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.